Tạm biệt thành phố Kyoto yêu dấu với rất nhiều những kỷ niệm đẹp mà có lẽ là Loan không bao giờ có thể quên được. Loan và Thông đón tàu lửa tốc hành hay còn gọi là Bullet Train Shinkansen đến thành phố Tokyo. Người ta nói có thật mới vượt được đạo. Vừa đến tới thành phố Tokyo thì cả hai đều đói bụng nên đã quyết định ghé vào một nhà hàng để ăn sushi. Và một điều lạ đó chính là món sushi ở đây được phục vụ trên một băng chuyền. Các bạn sẽ được tha hồ tự do lựa chọn món mà mình thích, tùy theo loại dĩa mà người ta sẽ tính được xem là bạn đã ăn được bao nhiêu. Ngoài ra thì các bạn còn có thể order thêm đồ ăn trên iPad và món ăn sẽ tự động chạy ra. Theo Loan, đây là một trải nghiệm rất thú vị. Nói đến sushi trên băng chuyền như thế này thì Loan và Thông còn được trải nghiệm thêm ở một nhà hàng sushi khác nữa. Đó chính là cứ mỗi năm dĩa sushi mà các bạn ăn, các bạn sẽ dùng nó cho vào trong một cái khay và các bạn sẽ được chơi game ở trên iPad và còn có cơ hội trúng thêm được những món đồ chơi capsule nữa. Đặc biệt là các món sushi ở đây đều có giá là 1 đồng và đồ ăn rất là tươi và hấp dẫn. Đi sao? Có vậy. Loan có cảm giác như là thành phố Tokyo là thiên đường của ăn uống hay sao á? Vì ngay từ lúc đặt chân đến thành phố này cho đến suốt hành trình thì Loan và Thông cứ ăn miết thôi. Nếu như thích ăn ngọt thì các bạn không thể bỏ qua món bánh wraps vừa đẹp mắt và ngọt liệm nữa. Có rất nhiều loại bánh wraps cũng như là mùi vị để các bạn lựa chọn ha. Còn nếu như thích hải sản thì Tsukiji Market là lựa chọn tuyệt vời nhất rồi. Tại đây các bạn sẽ được thưởng thức rất nhiều các món hải sản lạ và đặc biệt là rất tươi. Bây giờ các bạn hãy cùng theo chân Loan để thưởng thức các món ngon nè. Trứng gì kỳ vậy? Trứng hả? Không gì kỳ vậy? Thank you.
Ngay tại một thành phố mà lúc nào cũng tấp nập nhộn nhịp như Tokyo, thì ngôi đền Meiji là một nơi mà các bạn có thể đến thăm để tìm thấy sự yên tĩnh và tận hưởng không khí trong lành. May mắn hơn là các bạn có thể chứng kiến được một đám cưới Nhật truyền thống tại ngôi đền Meiji nữa. À mà đừng quên viết điều ước của mình lên tấm gỗ nhỏ nữa nhé. Còn nếu như thích cà phê và thích xe hơi thì các bạn nên ghé thăm shop cà phê Nissan Rosin. Tại đây các bạn có thể chọn cho mình một ly latte với hình của một chiếc xe hơi mà các bạn thích. Hoặc là còn gì thích hơn khi có thể chọn hình của mình để lên ly latte đó. Ngoài ra thì các bạn có thể vừa uống cà phê vừa ngắm xe hơi đẹp nè, hoặc là ngồi thử vào máy chơi game 3D như Thông đây. Các bạn ơi, bây giờ Lan và Thông đang có mặt tại một trong những giao lộ đông đúc nhất của thành phố Tokyo. Và các bạn đến đây thì các bạn muốn ngắm được toàn cảnh của giao lộ này thì thường người ta sẽ chọn cái Starbucks nằm ở đằng đó ha. Nhưng mà các bạn ơi, sẽ không bao giờ có chỗ ngồi cho các bạn đâu vì lúc nào nó cũng đông hết. Nhưng mà nếu như các bạn nhìn đối diện với Starbucks thì sẽ có cái tiệm này ha, tiệm cà phê này, thì các bạn có thể lên đó và ngồi ngắm được toàn cảnh của giao lộ. Nhưng mà giá thì không có rẻ một chút nào hả các bạn? Đã đến Tokyo rồi thì chắc chắn các bạn không thể bỏ qua được khu trưng bày xe hơi của Toyota. Đến đây các bạn không những được tận mắt nhìn thấy những chiếc xe hơi đời mới được trưng bày rất đẹp, mà còn có cơ hội được tham gia một số trò chơi hoặc là được thử chiếc Segway rất thú vị. Ngoài ra thì tại đây các bạn còn có thể tham quan khu trưng bày các kiểu xe cũ của Toyota với bối cảnh được dựng lại làm cho các bạn cảm giác như được quay ngược về với quá khứ. Viện bảo tàng Doraemon. Bây giờ Lan mời các bạn cùng theo chân Lan vào trong để tham quan nha.
Nếu như được hỏi đâu là điều làm Loan nhớ nhất trong chuyến đi Nhật lần này thì Loan sẽ nói rằng đó chính là trải nghiệm về lễ mặc kimono và trà đạo này. Loan cùng với một số người bạn làm quen được trong nhóm này đã có một trải nghiệm phải nói là tuyệt vời cùng với cô chủ Aikyo. Tại ngôi nhà nhỏ bé ấm áp của cô đã cho mọi người được tự do lựa chọn bộ kimono mà mình thích. Rồi một người bạn của cô sẽ làm tóc thật đẹp và giúp cho các bạn mặc kimono, rồi chụp hình tại nhà của cô. Nhìn qua. Oh, so yeah. Oh, this way. Kéo ra. Lấy ra. Lấy. She's a super girl. Chưa dừng lại đó, cô còn dắt mọi người đi tàu điện ngầm. Và đương nhiên là ai cũng đã bắt đầu có những kiểu hình với bộ kimono ở trên tàu rồi. Cô dắt mọi người đến tham quan một khu phố cổ và một ngôi đền thật đẹp cách nhà của cô một trạm tàu. Tại đó, cô Aikyo còn giúp mọi người chụp hình làm kiểu với bộ kimono này. Cô Ayuko còn giới thiệu và cho mọi người cùng thưởng thức món bánh truyền thống của Nhật Bản thật là ngon. Còn gì vui hơn khi được tham gia vào một buổi trà đạo tại nhà của cô Aikyo và thưởng thức món trà xanh thơm ngon và đậm đà được pha chế bởi cô chủ nhà tốt bụng này. Giá như hành trình Nhật Bản lần này có thể kéo dài hơn một chút để Loan có cơ hội được khám phá nhiều hơn về Nhật Bản. Người ta thường nói, buổi tiệc nào rồi cũng tàn, và những điều mà mình có được sau buổi tiệc ấy, đó chính là những kỷ niệm. Những kỷ niệm mà mình có thể cất giữ nó thật kỹ, để rồi mỗi khi trong cuộc sống đầy những lo toan, vất vả hàng ngày, mình lại có một phút giây nào đó chợt nhớ lại và cảm thấy hạnh phúc vì mình đã có một cơ hội được đến thăm và trải nghiệm rất nhiều điều mới lạ và tuyệt vời tại đất nước mặt trời mọc này. Thank you.